quần thể di tích Chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội không chỉ là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng lớn mà còn là một danh lam thắng cảnh sơn thủy hữu tình với nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị. Nếu dịp lễ hội đầu năm đông đúc và náo nhiệt thì Chùa Hương mùa không hội lại mang vẻ đẹp yên bình và thơ mộng lạ thường. Ngồi thuyền xuôi dòng suối Yến, du khách sẽ được chứng kiến các hoạt động sống thường nhật của người dân diễn ra hai bên bờ suối, cảm nhận sự thư thái trong tâm hồn giữa thiên nhiên trong lành, mát mẻ. TNR, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.